Tinh vương, theo phản đoán của mình, đây là phân chia cấp bậc ở trên tinh quái tộc, tương tự như là yêu quái tộc. Các cấp độ trần thần cấp lần lượt là tinh vương, thiên tinh vương, thiên tinh hoàng. Đồng thời các nàng cảm giác được, đường tam bất quá chỉ có tu vi trong khoảng kiểu dài. Mặc dù tinh thần lực lượng là kiểu gia đình phong, nhưng không phải là thần cấp, như vậy thì lại có thể ngăn trở hai lần công kích liên tiếp của mình. Thật sự là có một chút khó tin. Hơn nữa, thủ pháp kia của hắn làm công kích của nàng bị tiêu hao rất nhiều, giống như là trâu đất xuống biển vậy. Dù không dùng toàn lực nhưng với cảnh giới của Hoàng băng băng, một màn trước mắt này quả thực làm nàng không thể nào tin được. Tộc trưởng ngay đừng xúc động, xúc động chỉ vô ích, cho lẽ ngài muốn giết tổ đình hay sao? Ta dám nói, ngày ngay cả một vị hoàng giả có chưa gặp được thì đã bị bắt rồi. Ta đi tìm thiên tinh hoàng của Nhật thần đế quốc chúng ta cáo trạng. Đường Tam lắc đầu sẽ nói Vô dụng thôi, tổ đình ngưng tụ vận khí là vì lợi ích của tất cả các hoàng xã Lợi ích của bằng nữ tộc sẽ không được tính đến Ngay đi cáo trạng cũng không có kết quả gì Bọn họ sẽ không vì ngày cáo trạng mà thay đổi trạng thái trước mắt Vận khí nếu như bị phân tán, các hoàng xã truyền thừa cũng sẽ xảy ra vấn đề Vậy liền đệ tộc của ta vẫn diệt sao? Âm thanh của Hoàng bằng bằng đã có một chút sắc nhọn Đường Tam cười khổ rồi nói Ta ở đây không phải muốn cùng ngài giải quyết vấn đề sao Cho nên ngài đừng xúc động Chúng ta phân tích một chút được không Vừa nói thì hắn vừa chỉ về ghế sofa Hoàng băng băng bởi vì phẫn nộ lên hơi thở hơi gấp Ngực có một chút chập trùng Nhưng nàng cũng đã dần dần bình tĩnh lại Tức sân hử một tiếng quay người trở về ghế sofa ngồi xuống Đường Tam thở phào nhẹ nhõm, cho đến lúc này hàn ý trong người của hắn lúc này mới xem như hoàn toàn được hóa giải. Trước đó thì hắn dùng sư hổ kim cường thốn vệ hàn khí bằng tinh biến, nhưng vì cảnh giới của hai bên chênh lệch lớn, hơn nữa thì Đường Tam có thể cảm giác được, sau khi tiến vào thần cấp, bằng tinh biến không phải là huyết mạch cấp 3, ít nhất cũng là cấp 2, hàn khí cực hàn này làm cho hắn bây giờ vẫn còn run rẩy một chút. Một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, Đường Tam nhìn Hoàng Băng Băng rồi nói: Tộc trưởng hiện tại quý tộc còn bao nhiêu tộc nhân? Hoàng băng băng lạnh lùng trả lời, chưa đến một ngàn. Đường Tam hít sâu một hơi, một chủng tổng số lượng không đến một ngàn, đây là một chuyện vô cùng hình nguy hiểm. Chuyện này khác với sư hổ tộc, chuyên thưa của sư hổ tộc còn có thể do sư hồ tộc và hổ tộc kết hợp sinh ra hậu đại, chỉ là xác suất hơi thấp. Thế nhưng bằng nữ tộc sinh ra hậu đại cần mất một khoảng trăm năm, hiện tại rõ ràng là đã đến mức cần diệt tuyệt, khó trách ngay cả bằng phòng vương tọa cũng lấy xa đây quả thực là tới đường cung chuyện này rất nguy hiểm đường tam thở sâu sẽ nói vậy thì các ngài có thể rời khỏi cực bắc đi đến phụ cận tổ đình hoặc là một chủ thành nào đó sinh sống không hoàng mong măng lắc đầu sẽ nói không được nếu rời khỏi môi trường cực hàn sinh mệnh lực lượng của chúng ta sẽ bị tiêu hao tu vi sẽ càng khó tăng lên chúng ta cố nhiên cần thiên địa linh khí nhưng cực hàn đối với chúng ta cũng quan trọng không kém nói theo một ý nghĩa nào đó thân thể của chúng ta chính là băng, nếu băng rời khỏi cực hán thì sẽ tan chảy, cho nên chúng ta không có khả năng rời đi, rời đi rất có thể sẽ tuyệt chủng càng nhanh. Lông mày của Đường Tam nhíu chặt, bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể giúp băng nữ tộc giải quyết vấn đề vấn đề truyền thừa hắn kỳ thật đã nghĩ ra một biện pháp mặc dù biện pháp này rất có thể hoàng băng băng sẽ không đáp ứng nhưng trước sinh tử tồn vong không đáp ứng thì chỉ sợ không được nhưng mà giải quyết vấn đề sinh tồn căn bản mới là trọng yếu nhất không có đủ thiền địa linh khí nói cái gì cũng vô dụng thôi dù có sinh ra hậu đái tu vi truyền thẻ ngày càng kém thì cũng là đi theo hướng diệt vong. Hoàng băng băng chỉ nhìn hắn với ánh mắt như thiếu đốt nhưng không làm phiền hắn suy nghĩ. Sau khi đường tạm đỡ được hai lần công kích của mình, trong vô hình nàng đã tín nhiệm hắn hơn. Hoàng băng băng tính cách đơn thuần nhưng nàng cũng cảm giác được sư hổ kim cương mà đường Tam thi triển ra là huyết mạch cấp 1 mà còn là loại huyết mạch nàng chưa từng biết đến. Còn có thời gian đột nhiên chạy chậm là có chuyện gì? Cái này đã vượt qua khỏi nhận thức của nàng. Tiên nhân loại này rất thần bí cũng rất mạnh. Đây là phán đoán của nàng với đường tam. Rốt cuộc thi đường tam ngẩng đầu lên sẽ nói Tộc trưởng khi các người tù luyện thiên địa linh khí có thể thay bằng sinh mệnh lực lượng không? Hoàng băng băng gật đầu sẽ nói Đương nhiên là có thể Trên thực tế chúng ta cần nhất chính là sinh mệnh năng lượng Cực bắc rất dồi dào bằng nguyên tố Nhưng bằng nữ tổng chúng ta muốn duy trì sinh mệnh và sinh ra hậu đái Thì cần kết hợp sinh mệnh năng lượng cùng với bằng nguyên tố Ở vùng đất bút xa đó Cái thiếu nhất chính là sinh mệnh năng lượng Bởi vì căn bản không có sinh vật nào có thể phát triển được ở nơi đó bốp một tiếng đường thàng vũ mạnh tay vậy là ta đã có biện pháp rồi nhưng cần trả một cái giá lớn và hiện tại không thể thực hiện được ngay biện pháp gì hoàng băng băng lúc này sáng mắt lên Đường Tam nói: Các ngày thiếu nhất chính là sinh mệnh khí tức. các các ngày mặc dù không có khả năng rời khỏi cực bắc trong thời gian dài, nhưng thời gian ngắn thì có thể. Nếu như chúng ta có thể ở bằng nữ tộc bố trí một truyền tống chân, thì cứ cách một khoảng thời gian, ngay để tộc nhân truyền tống đến một nơi có sinh mệnh năng lượng nồng đậm, hấp thu chúng, sau đó lại truyền tống trở về. Vấn đề thiếu hụt thiên địa linh khí không phải là có thể giải quyết sao? truyền tống trận truyền tống trận dạng gì hoàng băng băng ngây người nhìn hắn cái này đã vượt qua khỏi phạm trù kiến thức của nàng đường tam nói nói một cách khác ví dụ ta ở bằng nữ tộc bố trí sau một trận tống trận có thể đưa tộc nhân của các ngài truyền tống đến tổ đình bên này hấp thu sinh mệnh năng lượng siêu viễn chỉnh truyền tống trận chuyện này làm sao có thể khoảng cách xa như vậy truyền tống không thể nào hoàng băng băng không thể tìm được Đường Tam gật đầu sẽ nói, hiện tại đúng là không có khả năng, nhưng không có nghĩa là tương lai không có. Người có bằng chứng gì chứng minh là có thể, âm thanh của nàng có một chút xúc động đúng là thêm vài phần tức giận. Quang mang lóe lên, một trận bàn đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của đường Tam, hắn đưa cho hoàng bong bong. Trong vòng 200 mét có thể tùy ý truyền tống, bất cứ nơi nào tâm trí muốn đến, bất cứ nơi nào thân thể muốn đến. Hoàng băng băng tiếp nhận truyền tống trận bàn Trên mặt biểu lộ kinh ngạc Thần thức rất vào ngay sau đó Nàng đã truyền tống ra xa hơn 10 mét Đôi mắt của nàng sáng lên nhưng rất nhanh đã ảm đạm trở lại. Cái này vô dụng truyền tống cự lý ngắn có thể giống với truyền tống vượt qua mấy ngàn dặm sao. Đường Tam lại nói, vậy thì mở rộng trận pháp khi thất thì ta có một kế hoạch, có điều cần một khoảng thời gian. Trận bàn này do một vị đại sư chế tạo ra, hắn luôn luôn có mục tiêu luyện chế một kiện thần khí truyền tống, có thể đem mình tùy thời truyền tống đến bất kỳ ngóc ngách nào ở trên lục địa. Nếu như thành công, ta có thể mượn nó sử dụng thì có thể giải quyết vấn đề vừa rồi. Hắn không nói đùa, thời không đạo tiêu hắn mua đường trên hội đấu giá, đường ta muốn đem nó luyện chế thành một kiện thần khí chân chính, khối thời không đạo tiêu lớn như vậy chưa từng xuất hiện ở thần giới, nó đủ để luyện chế thần khí, thậm chí là siêu thần khí, chỉ là hiện tại tù vi của đường tam không đủ, siêu thần khí chưa thể luyện chế được, nhưng vẫn có thể phát huy được năng lực nhất định, hắn cần thời gian và một số vật liệu khác. Coi như người nói là sự thật, vậy truyền thừa của tộc ta thì làm thế nào? Biện pháp này của người không trị tận gốc, khả năng truyền thừa của chúng ta vốn yếu. Hiện ta lại có ít tộc nhân, có thể sinh ra hậu đại cũng chỉ có hai mươi mấy người, nhưng cũng không có đủ tài nguyên. Dù có thể sinh ra hậu đại thì cũng như hạ hạt cát trong sa mạc. Đợi đến khi tộc nhân tù luyện đến thần cấp, lại cần trăm năm thai nghén ta sợ không kịp nữa. Hoàng băng băng đắng chát nói. Đường Tam nói, đây là một chuyện khác, vừa rồi chúng ta mới chỉ giải quyết vấn đề sinh tồn. ta nghĩ có thể làm như này, trước khi hoàn thành truyền thống đại trận, ngay trước hết dùng tiền mua sắm thiên tài địa bảo và linh dược trợ giúp tộc đàn duy trì đầy đủ thiên địa linh khí, số tiền ta đưa cho ngay hẳn là đủ duy trì một thời gian dài, nếu hết ta lại đưa cho ngay, còn vấn đề truyền thừa ta có mọi ý nghĩ khác, nhưng trước khi ta nói ra, ngay phải cam đoàn sẽ không thức giận. Ánh mắt của Hoàng bằng bằng hơi xào đông, ý tưởng gì? Đường Tam nói, có thể đối với bằng nữ tộc sẽ có chỗ mạo phạm, nhưng tộc trưởng ngày phải đảm bảo rằng bình tĩnh nghe ta nói. Tốt rồi, người nói thử đi. Hoàng băng băng bình tĩnh nói, đường Tam mặc dù chưa thực sự giải quyết triệt đề vấn đề của bằng nữ tộc, nhưng giống như hắn nói, 5.000 nguyên tố tệ kia có thể cấp cho Hoàng băng băng một chút kiên nhẫn đường tam gật đầu xuyên nói ý tưởng của ta bắt đầu từ vị đồng bạn kia tộc trưởng ngài có biết nhân loại sinh ra hậu đại mất bao nhiêu thời gian không hoàng băng băng mờ mịt lắc đầu Đường Tam nói, chúng ta chỉ cần 10 tháng mang thai là đủ. Nói một cách khác, nhân loại chúng ta chỉ cần thời gian 10 tháng lên sinh ra một đứa bé. Thời gian không bằng 1 phần 100 thai kỳ của các ngày. Từ tình huống của vị đồng bạn kia của ta, kết hợp với tiền đề là quý tộc toàn là nữ. Vậy có nghĩa là bằng nữ tộc có thể sinh ra hậu đại sống nữ tử nhân loại chúng ta. Theo một ý nghĩa nào đó, cấu trúc cơ thể quý tộc rất giống nhân loại chúng ta. Hoàng băng bằng có chút nhà không hiểu nghi ngờ hỏi, vậy thì sao? Đường Tam nói, quý tộc bây giờ có 1.000 tộc nhân, như vậy nếu các ngài không phân tách thần thức để thay ngén hậu đại, mà cùng nhân loại chúng ta kết hợp thì sao? Từ lý luận mà nói, chỉ cần thời gian một năm, số lượng tộc nhân bằng nữ tộc sẽ tăng lên gấp đôi, nhiều nhất 10 năm, vấn đề truyền thừa của các ngài có thể hoàn toàn giải quyết. Người nói cái gì? Âm thanh của Hoàng bằng bằng cao vút nặng phẫn nộ đứng dậy ta chỉ đề nghĩ ngay đừng xúc động, đường tam thật sự sợ vị này lại đóng thú, ngay có thể không lựa chọn, ta chỉ đem khả năng này nói với ngay. hoàng băng băng hơi thở rõ ràng có chút gấp, không có khả năng, điều đó không có khả năng, nhân loại các ngươi là phàm thai, chúng ta là trùng linh chỉ thai, là băng thai chuyện này làm sao có thể? Đường Tam nói, không có gì là không thể, vị đồng bạn kia của ta chính là sinh ra như vậy, đương nhiên huyết mạch chi lực của hắn khẳng định không thuần túy bằng bằng nữ tộc các ngày, tuy nhiên khi mà ta nhìn thấy bằng phòng vương tỏa, nếu như thông qua bằng phòng vương tọa của mỗi huyện bằng vạn năm tiến hành chiết xuất huyết mạch thì sao, chỉ cần có thể tu luyện đến thần cấp, vậy có phải sẽ không khác biệt với tộc nhân các ngày không? Hơn nữa, nam tử bằng nữ tộc sinh ra như vậy là kết hợp với nữ tử bằng nữ tộc các ngày, tốc độ sinh ra hậu đại khẳng định so với thai ngày linh thai nhanh hơn nhiều, từ đó hình thành một cái tuần hoàn tốt.